Brooke hiện tại hẳn là thí sinh giàu nhất. Cô ấy không chỉ có nơi trú ẩn, mà còn đã được gặp chồng. Hôm nay tìm thấy một con vịt khác trên bãi biển. Mình nghĩ Brooke sẽ không bỏ qua cơ hội. Thế là cô ấy túm lấy chân và đưa nó về trại. Nước mắt không khỏi chảy ra từ khóe miệng. Mang đi rửa sạch và nhổ lông. Cô ấy lấy nội tạng ra rồi đốt trên lửa. Cuối cùng con vịt quay cũng đã ra lò. Cặp đôi vừa thưởng thức vừa lên kế hoạch cho thử thách tiếp theo. Nếu muốn sống sót đến cuối cùng và giành được giải thưởng, thì chỉ tình yêu và may mắn thôi thì không được. Hai người họ cần phải có đủ thức ăn. Ngày hôm sau, Brooke đến bờ biển và bắt đầu câu cá. Dave đang nâng cấp thiết bị câu cá của vợ. Đầu tiên anh ta dùng dao cắt gỗ thành hình quả lựu đạn. Sau khi làm xong thì tỉa xung quanh. Sau đó là phần gỗ nguyên khối, buộc dây câu và buộc lưỡi câu. Rồi anh đem đến bờ biển đưa cho Brooke dùng. Sự phân công lao động của hai người là rõ ràng. Brooke phụ trách câu cá, còn Dave phụ trách trẻ củi ở gần trại. Thử thách sinh tồn trở thành thử thách đối với họ ở đây. Đúng lúc này, vợ anh đột nhiên hét lên. Dave nhanh chóng đứng dậy chạy về phía vợ, vì nghĩ rằng vợ mình lại bị con sói bắt nạt. Khi đến nơi, anh mới biết thì ra Brooke bắt được một con cá lớn. Dave không thể không muốn thử câu cá một lúc. Không ngờ nơi này lại rất tốt. Không lâu sau, Brooke bắt được một con khác. Cảm giác này còn thú vị hơn cả lúc gặp bồ nhí. Nếu không có mưa, có lẽ anh đã bắt được thêm vài con. Trở về nơi trú ẩn, cả hai liền bắt tay vào làm món cá nướng. Cặp đôi lại bắt đầu nói chuyện tình yêu trước ống kính. Dù hương vị cá nướng có thể hơi lạ, nhưng điều đó sẽ không hề ảnh hưởng đến tình yêu giữa hai người chút nào. Bên ngoài trời đang mưa và họ đang ăn cá bên trong. Quay lại với anh em nhà Chris, hai người họ ngồi trên mặt đất và lặng lẽ nhìn biển. Không biết bao lâu họ mới nghĩ đến việc chặt một cành cây để tìm cái gì ăn. Buộc dây câu, treo mồi lên và bắt đầu câu cá. Tuy nhiên, gió và sóng quá lớn, chờ đợi rất lâu nhưng không bắt được con cá nào. Anh em họ không khỏi có chút thất vọng. Máy quay hướng về phía Jim. Anh chàng này lại gặp một con sên. Mình tưởng anh ta định thử món sashimi. Cuối cùng anh ta chỉ đùa một chút. Anh thực sự không muốn ăn nó. Jim đã kiệt sức về thể chất và tinh thần. Chỉ có thể tưởng tượng rằng em trai đã làm rất nhiều đồ ăn. Điều này có thể thúc đẩy bản thân kiên trì hơn. Ngày thứ 10 của thử thách sinh tồn. Để chào đón sự xuất hiện của anh trai Jim, Ed quyết định xây dựng một nơi trú ẩn rộng lớn. Đầu tiên anh cắm sâu vài thanh gỗ vào đất, sau đó nối chúng với nhau bằng dây câu, rồi buộc những tấm bạt xung quanh. Dùng dao tỉa phẳng thân cây rồi dựng lên, xây dựng nó như một chùm cốt thép. Sau đó dùng vài cành nhỏ bện lại và cố định. Trong khi Ted đang làm việc, anh tưởng tượng rằng anh trai mình sẽ đến. Anh nghĩ với sự cố gắng của mình, anh trai anh nên đáp lại lời kêu gọi. Hai anh em họ quả là có thần giao cách cảm. Giờ họ chỉ cách nhau khoảng 600 mét. Nhưng vách đá trước mặt khiến Jim bối rối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định mạo hiểm vượt qua, mang theo 50 cân thiết bị và phải quay video. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó của việc leo núi. Nếu bạn vô tình ngã xuống, bạn có thể chết hoặc bị tàn tật. May là cuối cùng Jim đã leo lên được. Ted vẫn đang hoàn thiện chiếc thuyền của mình. Anh muốn tạo bất ngờ cho anh trai mình. Đúng lúc này tiếng gọi của Jim từ trong rừng vang lên. Ted phấn khích đến mức gần như hét lên trong cổ họng. Jim không ngờ lại nghe được tiếng phản hồi. Anh lập tức tìm kiếm âm thanh và lao về phía em trai mình. Trong hoàn cảnh khó khăn này, Jim ước gì em trai có thứ gì cho anh ăn. Nhưng Ted lại không có gì. Sau khi tái hợp, cả hai đã ôm nhau thật chặt. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về những khó khăn mà họ đã phải chịu đựng trong những ngày qua. Cả 7 nhóm người chơi đã tập hợp lại với nhau và thử thách sinh tồn đã chính thức bắt đầu. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào đội Pep và con trai ông. Sam có trách nhiệm thắp lửa, còn Pep hoàn thiện nơi trú ẩn. Hôm nay họ đến bờ hồ bắt cá để ăn. Sam, tốt nghiệp đại học nuôi trồng thủy sản, anh hướng dẫn mọi người phương pháp câu cá. Đầu tiên luồn dây câu qua tay cầm móc câu và cố định lại, sau đó tìm một số viên đá nhỏ làm vật chịu lực, cuối cùng lấy vài con ốc trên bờ và treo chúng lên. Sau khi mọi thứ đã xong thì cho nó xuống nước. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào thời gian và sự may mắn. Bên này Ted đang đóng một chiếc thuyền, bây giờ Jim đang làm một chiếc bẫy. Phải nói rằng hai anh em thực sự rất giỏi. Để nhận được tiền thưởng họ phải thể hiện hết khả năng. Jim cần làm rất nhiều khung hình vuông, còn Ted tiếp tục hoàn thiện chiếc thuyền. Hai người cứ bận rộn đến nửa đêm. Bộ khung của Jim cuối cùng đã hoàn thành. Sau đó ghép tất cả các khung lại với nhau, dùng dao cắt các cạnh góc cho gọn gàng. Cuối cùng dùng hai thanh gỗ nối chéo nhau là chiếc bẫy gần như đã hoàn thành. Nhưng giây tiếp theo anh ấy đã bị một con dao trên tay đâm vào, có vẻ vết đứt cũng khá sâu. Ted nhanh chóng lấy ra bộ cứu thương giúp anh trai sát trùng và băng bó. Môi trường ẩm ướt dễ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Một khi điều này xảy ra, đội của họ bắt buộc phải ra về. Ngày thứ 12 của thử thách sinh tồn, Ted và con trai đói và mệt vì thiếu thức ăn. Họ quyết định kiểm tra dụng cụ câu cá. Kết quả là không có thu hoạch gì. Hai cha con đành phải ngồi lại và câu cá. Bỗng nhiên từ xa có một con sư tử biển bơi tới. Hai cha con họ rất muốn bắt nó. Sư tử biển nhìn hai người khốn khổ này, nó ngước nhìn lên với vẻ mặt khinh thường, sau đó lặn mất tăm. Sau một lúc, cuối cùng thì Ted cũng câu được cá. Con cá này rõ ràng là không đủ để hai người ăn. May mắn là sau đó liên tiếp Pep câu được vài con cá khác. Sam đang trong tình trạng không may mắn, nên chỉ có thể đứng sang một bên và nhìn. Pep mừng rỡ vì cuối cùng bắt được một con khá lớn. Mấy ngày tới họ sẽ không lo bị đói. Phải nói là gừng càng già càng cay.
ngày hôm sau trời lại bắt đầu mưa. Hai cha con trốn trong nhà ăn cá nướng. Ăn uống xong, hai người bắt đầu hoàn thiện nơi trú ẩn. Đầu tiên tìm một khúc gỗ và dán nó dưới sống lều. Rồi Pep bắt đầu đốn củi, ông cảm thấy chóng mặt trong vài giây, nên giao công việc còn lại cho con trai, Sam ghép các khúc gỗ đã chia lại với nhau, cuối cùng chèn vào khoảng trống ở giữa. Việc cải tạo nơi trú ẩn đã hoàn tất, khung cảnh quay trở lại bên Jim, anh chỉ có thể làm việc với găng tay sau khi bị đứt tay, sau khi dệt một lớp lưới bên ngoài bẫy. Tiếp theo anh có thể kiểm tra hiệu quả, cua sẽ vào đây, khi đó nó sẽ bị mắc kẹt. Về lý thuyết, sẽ không có vấn đề gì. Jim tìm trên bờ mấy con sò làm mồi, sau đó thả lồng xuống nước, dùng đá ấn vào. Việc có thể ăn cua hay không còn tùy thuộc vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, hai người chặt củi, chuẩn bị cho bữa tiệc hải sản sắp tới. Sau khi hoàn thành công việc, họ ghé qua lưới cua để kiểm tra. Không ngờ hiện thực lại giáng cho họ một đòn đau. Hai người thực sự bắt đầu tranh cãi về việc đặt bẫy như thế nào. Tặng bạn 10 công cụ. Bạn có thể sống sót trên hoang đảo trong 75 ngày không? Nếu có thể, bạn có thể nhận được phần thưởng $1,000,000. 7 nhóm thí sinh được đưa ra đảo hoang, trên đảo mưa quanh năm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Thử thách kéo dài chưa đầy nửa tháng và 3 nhóm đã bị loại. Để sống sót, ông già Pep và con trai, dù bên ngoài không có giông bão dữ dội, hai người cũng không dám bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Thời điểm câu cá tốt nhất là sau cơn mưa lớn. Chẳng bao lâu sau, Pep đã câu được một con cá. Ông đã hét lên đầy sự phấn khích. Niềm vui này không chỉ là cảm giác có thu hoạch, điều quan trọng hơn là không phải nhịn đói nữa. Pep tận dụng thời gian để bắt thêm cá. Khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, cơn bão lại tấn công. Tốc độ gió theo chiều kim đồng hồ thậm chí đạt tới 27 m/s, như muốn thổi bay cả Pep. Trong tình huống này, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trở về trại. Trời mưa to suốt mấy tiếng đồng hồ không ngớt, mực nước trong trại tiếp tục dâng cao, đã chảy đến rìa nơi trú ẩn. Nếu mực nước tiếp tục tăng, hai bố con họ sợ sẽ không có nơi ở. Trăng tròn xuất hiện trên đảo hàng năm vào thời điểm này, sự chồng chất trọng lực sẽ gây ra thủy triều. Hai người trốn trong nhà và theo dõi mực nước. Pep hy vọng thủy triều sẽ rút sớm, nhưng ông cũng không quá lạc quan. Trại được xây dựng trong hơn 10 ngày. Túi ngủ và quần của Jim bị ướt sũng. Một cơn gió mạnh làm phần thân dưới của anh run lên. Anh chỉ biết cầu mong mưa tạnh và bầu trời trong xanh để túi ngủ và quần của anh được phơi khô. Chris bên này còn khốn khổ hơn nữa. Tấm bạt của trại chứa đầy nước mưa, bây giờ anh ta cố gắng chút nước ra ngoài. Chris phàn nàn nơi này quá khắc nghiệt, không khỏi nghĩ đến đồ ăn ngon và vợ ở nhà. Anh thậm chí còn nghĩ em trai anh cũng nên nghĩ như vậy. Tiếp theo, nếu nơi trú ẩn không được cải thiện, tin rằng họ không còn xa nữa sẽ phải giã từ cuộc thi. Máy quay chuyển đến bên Brooke, vợ chồng họ lúc này chắc là thoải mái nhất. Sau khi thủy triều rút, Brooke nhanh chóng tìm thức ăn. Cô thực sự đã tìm thấy một cái gì đó tốt trong khi thu thập. Dùng dao cạy nó ra và cho vào bát. Khi trở về nơi trú ẩn, họ bắt đầu nướng hải sản. Thứ này cung cấp rất nhiều protein và sắt. Nướng xong cô sẽ cho chồng ăn để bổ sung tinh lực. Brooke nghĩ đêm nay sẽ khó thoát khỏi cô vợ này. Ý tưởng của đội này thực sự khác biệt. Khi những người khác vẫn còn sống trong những căn lều nhỏ và đói khát, cặp vợ chồng này đã không thích ngôi nhà của họ. Hôm nay họ sẽ xây phòng vợ chồng sang trọng hơn. Đầu tiên, Dave đóng vài cọc gỗ vào khoảng trống. Sau khi xác định được nền móng thì tiến hành đào. Người vợ có trách nhiệm vào rừng chặt một số cây, sau đó cắt chúng thành đoạn dài 7 feet. Loại cây này chứa một lượng lớn chất tạo màu, có thể ngăn ngừa côn trùng và thời tiết hiệu quả. Đào rãnh rồi nhét các khúc gỗ vào đó và sắp xếp gọn gàng. Nếu ngôi nhà này có thể được xây dựng thành công, thì họ sẽ có một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi rất nhiều về mặt thể chất. Hai vợ chồng vừa mới xây xong một bức tường thì họ đã rất mệt mỏi và nghỉ ngơi. Thử thách sinh tồn tiếp tục vào ngày thứ 14. Ted đã nôn ngay khi đứng dậy, suy đoán rằng nguyên nhân là do ăn một lượng lớn rong biển. Chứa nồng độ cao có thể gây đau bụng và buồn nôn, cảm thấy khó chịu khắp người. Để kiếm một ít thức ăn giúp em trai mình hồi phục càng sớm càng tốt, Jim đưa cần câu đến bờ và bắt đầu câu cá. May mắn thay, không mất nhiều thời gian để cá cắn câu. Nhưng không ngờ con cá đã thoát ra được, cơn gió ngày càng lớn hơn. Sau đó Jim thay đổi vị trí câu cá và bắt đầu lại, quyết không quay lại cho đến khi bắt được cá. Anh đợi mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng có con cá cắn câu. May là đáp trên bờ thành công, Jim không khỏi hét lên, thấy có hy vọng, anh ta quyết định câu tiếp. Đột nhiên anh thấy nhiều con mòng biển bay lượn trên bầu trời. Kỹ năng của chúng rất tuyệt vời, vì chúng có thể biết cá ở đâu. Jim nhanh chóng chạy tới và chộp lấy điểm câu vàng. Cảnh tiếp theo có vẻ lôi cuốn, những con cá lần lượt bị bắt. Jim câu được 16 con cá trong thời gian ngắn, bao gồm cả con trước, có tổng cộng 17 con cá. Anh mang hết tất cả về trại. Nồi đầy cá khiến anh em họ sung sướng. Hai người bắt đầu khen nhau bằng một ánh mắt. Không ngờ, trong lúc chở cá ra khỏi nồi, một vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Chờ đã. Cái gì? Đó là một con chim két. Ôi trời. Lúc đó họ cảm thấy sự sống sót trong hoang dã thực sự có những con vật được giao đến tận nhà. Có lẽ nào là do tổ chương trình sắp xếp. Lần này, hai anh em gặp nạn cuối cùng cũng được gặp may mắn. Tối nay ăn cá, sáng mai ăn chim quay. Họ cảm thấy tự tin hơn về thử thách tiếp theo. Điều gì không thể thiếu để sinh tồn nơi hoang dã? Đó chắc hẳn là thức ăn, nước ngọt và lửa. Pep và con trai đã sống sót trên hòn đảo hoang này được 15 ngày. Điều kiện ẩm ướt khiến cuộc sống vô cùng khó khăn.
hai bố con quyết định tìm nhựa cây vân sam. Nó cũng là một vật liệu bắt lửa tuyệt vời, và cũng có thể điều trị bệnh thấp khớp, thực hiện một đường cắt chéo trên cây. Cành sẽ chảy ra mủ mà không làm chết cây. Sau đó, hai bố con tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Sau khi thu thập tất cả họ trở về trại, thời gian đến vào ban đêm, họ bắt đầu làm nhựa tan chảy. Đầu tiên đặt vào lửa và nướng chúng, sau đó trộn đều dung dịch vào mùn cưa với nhau. Đợi nó cứng lại là xong. Tiếp theo chỉ cần kiếm đủ thức ăn thôi, vẫn còn cơ hội để nhận giải triệu đô. Máy quay đến với anh em nhà Tris, không phải hai ngày trước họ suýt bị bão giết chết sao. Cuối cùng Brody quyết định tìm một chỗ cắm trại thích hợp. Hai anh em đi bộ rất lâu trong khu rừng rậm, đáng tiếc bọn họ ngay cả một mảnh đất bằng phẳng cũng không tìm được. Nơi này giống như một cái lòng chảo, đi đến đâu, khắp núi đều có kênh thoát nước. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật con gái, mong muốn được về nhà của Tris càng trở nên mạnh mẽ hơn. Quay trở lại trại và nhanh chóng thảo luận với em trai, Brody không nói nên lời vào lúc này, nhìn về phía xa và chìm đắm trong suy nghĩ. Anh đã đi bộ vất vả trong rừng suốt 9 ngày, tại sao anh trai cứ 2 ngày lại muốn bỏ cuộc thi, kể cả khi anh trai có miễn cưỡng từ bỏ. Nhưng thử thách này dù sao cũng là cuộc thi giữa hai người, anh không còn cách nào khác là phải đồng ý với ý kiến của anh trai. Cho đến khi Tris bấm số điện thoại, Brody vẫn chưa thể bình tĩnh. Với sự ra đi của đội thí sinh Tris, chỉ còn lại 3 nhóm trong số 7 nhóm thí sinh. Ai có thể sống sót đến cuối cùng? Hãy theo dõi kênh của mình và hẹn gặp bạn ở tập tiếp theo nhé!